một thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Đó chính là Đà Nẵng. Không phải tự nhiên mà Đà Nẵng còn được gọi với cái tên thân thương này. Bởi lẽ Đà Nẵng luôn ẩn chứa những điều thú vị thu hút du khách gần xa, để rồi mỗi lần họ đặt chân đến lại lưu luyến chẳng muốn rời. Được nghe tiếng rì rào của sóng, cảm nhận những tia nắng ấm áp đang lướt nhẹ qua da, một màu xanh trong trẻo bạc ngàn nơi biển cả đang hiện hữu trước tầm mắt, cả một khoảng trời tĩnh lặng, bình yên đến lạ kỳ. Cõi bồng lai phật cảnh như chốn nhân gian, linh nữ Sơn Trà được mệnh danh là ngôi chùa linh thiêng nhất của Đà Nẵng. Mỗi bước đi, mỗi pho tượng đều đưa ta đến sự uy nghi hùng vĩ của ngôi chùa. Linh nữ không gian thiền định đậm chất thơ, lưu giữ những sắc màu ấn tượng, một nét chạm phá độc đáo mà Đà Nẵng may mắn được sở hữu. Như điều động lại chúng tôi, đó chính là cõi thiên mai như lòng thành phố, ngũ hành sơn kỳ vĩ. Thành phố bỗng tĩnh lặng như chốn tâm linh huyền bí. Mỗi bước đi, ta đều cảm nhận được những câu chuyện lịch sử bi thương, tráng lệ. Và dường như trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhưng những di tích kia vẫn còn lại nơi đây, trong từng kẻ hang, vách đá. Tôi như đắm chìm trong sự lung linh, huyền ảo lưu động huyền không. Có thể nói, đây chính là linh hồn của ngũ hành sơn, thế giới âm dương kỳ bí hiện hữu nơi đây. Lay a little longer, weight is on my shoulder, holding me down. Some days it can get much darker, feeling more than ever when you're not around. And I think about love, you are right beside me. I think about us, you were. Đà Nẵng trong tôi là những buổi hoàng hôn ngây ngất, nhìn ánh mặt trời tóc dần trên nền trời xanh thẳm. Đà Nẵng mang trong mình sự giản dị nhưng không kém phần lộng lẫy bởi những thứ quý giá mà thiên nhiên ban tặng, cùng với sự chăm chóc mộc mạc của con người nơi đây. Đà Nẵng xứng đáng để một lần bạn đặt chân đến hòa mình vào thiên nhiên, vào biển cả bao la, vào không khí, vào sự bình yên đến lạc kỳ.